mình vì nó là một cái mà mình nghĩ rất là lâu rồi. Thì em nghĩ là thực sự em thấy rất là xin lỗi, nhưng mà qua một năm mình giữ cái đấy ở trong lòng mình thấy là mình học hỏi được từ cái nếu mà ngày đấy không được gặp anh Long, một ngày đấy không giải quyết được cái scandal đấy một cách trơn tru như vậy, thì có lẽ mình đã không có ngày hôm nay. Ai cũng có những cái lần mà mình bắt sai lầm, những lần mà mình phạm lỗi. Thì em thực sự được may mắn vì đã vượt qua, có những người giúp đỡ em để vượt qua những cái sai lầm đấy và để có ngày hôm nay. Thực sự lời xin lỗi này rất là đáng giá trị đối với em. Cảm ơn các anh các chị. Không biết là có anh, các anh các chị nào còn muốn khai thác cái scandal nào của bạn Nhật nữa không ạ? Tôi nghĩ là với bạn Nhật thì cái câu chuyện mà mọi người quan tâm và băn khoăn nhất chắc là chỉ có cái bánh Trường An thôi. Ngoài ra thì tôi cũng chia sẻ thêm một chút xíu là có rất là nhiều người thắc mắc là tại sao một người làm ngân hàng và sau đó thì khi MasterChef lại có thể nhanh chóng mở được một cái chuỗi như vậy. Tôi nghĩ rằng là bạn Nhật thì bạn ấy đã có một khoảng thời gian rất là dài thực hành, thực tập cái việc là quản lý một cái nhà hàng, một cái trung tâm ca nhạc. Đó là chương trình về văn hóa nghệ thuật dân tộc. Chương trình văn hóa nghệ thuật dân tộc, cái nhà hát đúng không ạ? Gông Bèo. Chuông Vàng. Cái đấy là một cái khoảng thời gian giúp cho bạn quan sát rất là nhiều với lại cái công việc tổng quản lý và công việc kinh doanh, và nó cũng đã góp phần rất là lớn đến cái thành công ngày hôm nay của mình. Và tôi nghĩ rằng là mặc dù là cái thành công của bạn thì có rất là nhiều, nhưng mà những cái mà cái sự non nớt của bạn trong cái quá trình mà làm việc cũng có rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ như là có một lần chúng tôi làm việc với lại một tờ báo để lên một cái đơn, thì bạn Nhật đã rất là hồn nhiên là khi lấy cái hình ảnh ở trên mạng xuống và thả vào cho bài đấy, mặc dù bạn ấy không tin rằng là cái hình ảnh đấy là của bạn ấy làm, nhưng mà tôi thì đinh ninh là bạn ấy làm và tôi gửi cho báo chí. Sau đó thì nhà báo có chủ động hỏi lại tôi là đây là hình của ai làm, thì tôi không biết, tôi sẽ hỏi lại Nhật, và Nhật bảo tôi rằng đây là hình ảnh lấy trên mạng. Và tôi ngay lập tức tôi nói mọi người rằng hình là hình lấy trên mạng, và tôi cũng tặng bạn đấy là em là một người nói chung là có tiếng thì em phải rất là chú ý đến những cái vấn đề đó. Nhưng mà trong quá trình làm việc thì Nhật luôn luôn tỏ ra là một người rất là giỏi trong việc kinh doanh, nhưng mà rất là không khéo trong cái việc ứng xử với lại truyền thông. Cho nên là tôi rất là mong là các chị nhà báo hãy tích cực hỗ trợ bạn ấy bằng cái cách là hãy nhắc nhở những cái gì mà Nhật làm sai, những cái gì mà Nhật làm chưa tốt, thì các chị cứ góp ý thật là chân thành với lại Nhật. Còn để nói cái lời xin lỗi thì tôi nghĩ là sau buổi ngày hôm nay thì là Nhật sẽ gặp trực tiếp tất cả những cái nhân vật liên quan trong cái câu chuyện ngày xưa để Nhật còn gửi lời xin lỗi. Còn Nhân ở đây thì có rất là nhiều các anh chị nhà báo, thì tôi rất là mong muốn nhìn thấy một cái cúi đầu xin lỗi của Nhật để thông qua báo chí có thể gửi tới không chỉ là những cái người liên quan câu chuyện đấy, mà còn tất cả những người mà đã yêu thương và ủng hộ Nhật trong thời gian qua. Tôi nghĩ là cái phần giao lưu với anh các chị nhà báo thì chắc là như thế là đủ rồi đúng không ạ? Nếu như là không ai còn câu hỏi gì thì tôi xin phép là được kết thúc cái phần giao lưu ở đây. Còn có bất cứ một cái thắc mắc gì khác mà các chị cảm thấy là không tiện hỏi trực tiếp thì chúng ta có thể gửi câu hỏi qua email và chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều.